Sáng ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn tổ chức hội nghị triển khai dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Diện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Thực hiện dự án, phường Nam Sơn sẽ phối hợp với đơn vị thi công tiến hành đo đạc hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai của dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang vận hành của các quận trên địa bàn thành phố. Để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn thành lập tổ công tác thực hiện đề án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng trên địa bàn phường. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm tổ trưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phạm Văn Diện đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả đề án trên địa bàn đảm bảo minh bạch, chính xác ủy ban nhân dân phường chú ý quản lý tốt các hồ sơ gốc theo đúng quy định mặt trận tổ quốc việt nam phường thực hiện tốt vai trò giám sát trong quá trình thực hiện đề án các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền vận động hướng dẫn các hộ dân kê khai đầy đủ các thông tin cần thiết để cho việc thực hiện đề án được thuận lợi